Chào mọi người, ở khu công nghiệp Thanh Liêm là một trong những khu công nghiệp trọng điểm vùng kinh tế khu vực miền Bắc. Sau khi phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì nơi đây đã dần thay đổi và thu hút được nhiều nhà đầu tư. Trước tiềm năng phát triển của khu công nghiệp Thanh Liêm, thì hãy cùng em tìm hiểu một số thông tin của khu công nghiệp này cũng như là giá bất động sản ở đây và các vấn đề khác. Mời mọi người cùng xem video nhé. Đầu tiên là tổng quan về khu công nghiệp Thanh Liêm. Được xây dựng dựa trên sự phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam theo quyết định số 750 ngày 11 tháng 5 năm 2018. Khu công nghiệp nằm trên khu đất thuộc địa phận các xã Thanh Phong, Thanh Thủy và Thanh Hà, thị trấn Kiện Khê, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý và huyện Thanh Liêm. Tổng diện tích của khu công nghiệp Thanh Liêm lên đến 293 ha. Để hoàn thành khu công nghiệp thì tỉnh đã chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng 150 ha là cụm công nghiệp Kiện Khê trước đây. Đợt 2 xây dựng 143 ha. Vị trí quy hoạch thuộc địa phận hành chính của phường Thanh Tuyền và các xã Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Hà. Chủ đầu tư là công ty Thanh Liêm IPHNA. Về vị trí thì khu công nghiệp Thanh Liêm có vị trí rất là đắc địa, giao thông thuận tiện với đường bộ, đường cao tốc, đường thủy. Khu công nghiệp nằm cạnh quốc lộ 1A, cách đường cao tốc đi Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình chỉ khoảng 7 km, thuận tiện giao thông đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Cách thành phố Phủ Lý chưa đầy 5 km, cách trung tâm Hà Nội khoảng 55 km, cách sân bay Nội Bài 80 km và cách cảng Hải Phòng là 115 km. Khu công nghiệp Thanh Liêm thì lại rất gần với khu công nghiệp Châu Sơn và gần với khu khai thác đá của Thanh Liêm. Xung quanh thì có các khu đô thị như là Nam Phủ Lý này, khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Hưng Hòa. Về thông tin cơ sở hạ tầng thì hệ thống đường giao thông nội khu, đường nội khu công nghiệp Thanh Liêm được thiết kế theo đường dạng ô bàn cờ, trục chính có chiều rộng 48 m. Các đường nhánh trong khu công nghiệp có chiều rộng từ 20,5 cho đến 28 m, được xây dựng theo tiêu chuẩn xây dựng cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu thông trong khu công nghiệp kể cả lưu lượng và hàng hóa. Hệ thống cấp điện thì nguồn điện phục vụ sản xuất tại khu công nghiệp Thanh Liêm giai đoạn 2, 1/2 được cung cấp bởi trạm biến áp 110 trên 22 kV. Nội khu có công suất lớn, được nối theo dạng phân nhánh đến từng ô đất trong khu công nghiệp. Về hệ thống cấp nước thì việc cấp nước sạch tại khu công nghiệp Thanh Liêm được lấy từ nhà máy nước sạch sông Hồng, có tổng công suất là 250.000 m3 ngày và đêm. Trong đó thì công suất cung cấp cho khu công nghiệp Thanh Liêm là 50.000 m3 một ngày đêm và có khả năng tăng công suất theo nhu cầu hoạt động của khu công nghiệp. Về hệ thống xử lý nước thải thì khu công nghiệp Thanh Liêm được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất xử lý đạt là 7.500 m3 một ngày đêm, có khả năng xử lý nước thải từ tiêu chuẩn cột B ra đợt cột A theo tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường của Việt Nam trước khi xả thải ra môi trường. Về hệ thống phòng cháy chữa cháy thì hệ thống trụ cứu hỏa được bố trí với khoảng cách 150 m mỗi trụ, đảm bảo về khả năng khắc phục sự cố cũng như khắc phục hỏa hoạn tại mọi điểm trong khu công nghiệp. Khu công nghiệp Thanh Liêm Hà Nam này được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đến nay thì khu công nghiệp đã lấp đầy 70% và thu hút được rất là nhiều nhà đầu tư đến đây. Hệ thống cơ sở hạ tầng thì cũng được đánh giá rất là cao về độ hoàn thiện cũng như là phục vụ tốt cho các hoạt động kinh doanh trong khu công nghiệp. Khi mà đi xuống đây thì đường xá rất là ngon lành, thuận tiện di chuyển cho giao thông, các phương tiện giao thông cũng như là công nhân khi mà đi làm việc ở đây. Và là danh sách các ngành nghề tại khu công nghiệp này thì chỉ sau một vài năm đi vào hoạt động thì khu công nghiệp Thanh Liêm này đã thu hút được rất nhiều các công ty lớn như là công ty Tôn Hoa Sen, công ty nước ngọt Nam Âu An, nhà máy Tân Á Đại Thành, công ty dẫn điện Sumi và rất nhiều công ty khác với các ngành nghề chủ đạo như là sản xuất các linh kiện thiết bị điện tử, chế tạo máy móc, các ngành công nghệ cao, sản xuất dược, thuốc, dược liệu, v.v. Đặc biệt tại khu công nghiệp Thanh Liêm còn đang phát triển theo ngành nghề công nghiệp sản xuất nhựa với công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Không chỉ dừng ở đó thì khu công nghiệp này cũng đang phát triển với nhiều ngành nghề truyền thống phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày như là dệt may, sản xuất giày dép. Với các điều kiện thuận lợi và lực lượng công nhân đông đảo thì khu công nghiệp Thanh Liêm Hà Nam hứa hẹn sẽ là ngày càng phát triển hơn và là đích đến của nhiều nhà đầu tư. Về dân cư và mật độ dân số thì nằm ở giữa khu dân cư của thị trấn Kiện Khê, Thanh Tuyền,
Thanh Hà, Thanh Phong và Thanh Thủy. Và thứ hai là lại gần với thành phố Phủ Lý, cho nên là dân cư ở đây rất là đông. Đa phần là lớp trẻ vào đây làm công nhân trong công nghiệp. Còn tầm trung trung tuổi thì làm công nghiệp và chăn nuôi. Đúng không? Tỷ lệ dân nhập cư ở đây thì và khu công nghiệp Châu Sơn thì khá là cao. Đấy, tập trung các từ các tỉnh phía Bắc xuống Hà Nam tìm kiếm cơ hội việc làm. Về tình hình an ninh trật tự thì ở đây là rất là ổn định. Các cơ quan quản lý rất là chặt, cho nên là bạn có thể yên tâm khi mà đến định cư ở đây. Về thu hút đầu tư và các dự án tại Thanh Liêm thì được các cơ quan của huyện và tỉnh đặc biệt quan tâm. Kêu gọi đầu tư rất là nhiều, mở rộng từ đường xá này, kết nối cùng các dân cư với nhau. Đấy, khu công nghiệp Thanh Liêm và khu Phố Cả. Mới đây thì lại có thêm các khu du lịch như là chùa Địa Tạng, chùa Phật Quang, chùa Kỳ Thị, đang thu hút rất là nhiều các du khách về vãn cảnh. Quy hoạch năm 2023 đến 2030 thì sẽ mở rộng thêm khu công nghiệp Thanh Liêm thêm 143 ha. Đó là giai đoạn 2 đấy, là tương lai sẽ trở thành khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Hà Nam. Xây dựng thêm con đường vành đai kinh tế T1 từ cảng Sơn Hữu qua khu công nghiệp Thanh Liêm, giao cắt với đường quốc lộ 1A và sát nhập vào làn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình. Xây dựng thêm khu đô thị Tân Thanh và bến xe trung tâm nằm ngay trên đường kinh tế T4. Và dạo này thì các gia đình bất động sản tập trung vào các khu dân cư nhiều hơn là các khu đô thị. Nên giá bất động sản tại khu đô thị Thanh Hà dao động từ 14 triệu cho đến 18 triệu tùy từng vị trí. Hôm trước đây thì có một lô 100m2 giao với giá là hơn 850 triệu, gọi là cắt lỗ đấy. Biến quá rồi. Về giá thì từ 2-3 triệu cho đến 7-10 triệu, đến 10 triệu một mét vuông. Thì là sẽ là giá chung chung cho các khu vực xung quanh khu công nghiệp Thanh Liêm, tùy từng vị trí và xấu đẹp khác nhau. Theo em đánh giá ở đây thì đầu tư vẫn đang là giá rất là tốt vì giá vẫn đang còn rẻ. Đầu tư bao nhiêu bây giờ, sau đó vài năm khi mà công nghiệp mở rộng ra thì giá đất sẽ tăng lên khá, cộng với cái hiệu ứng hạ tầng đường xá mở rộng, có thêm các tuyến đường kết nối các khu công nghiệp thì sẽ rất có tương lai. Đấy, hiện nay em đang có rất là nhiều các nguồn hàng giá rẻ thích hợp với anh chị em mình đầu tư. Ví dụ anh chị em mình xây nhà trọ này, kinh doanh này, hay cho làm văn phòng hoặc là nhiều những cái khác xây ở. Đấy, thì em có rất là nhiều các mảnh đất phù hợp với nhu cầu của mọi người. Mọi người nhớ ấn theo dõi kênh, trong các video sau thì em sẽ quay review các bất động sản để cho anh chị mình tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và chúc mọi người có một tuần làm việc mới hiệu quả và trở nên năng lượng nhé. Chào mọi người.